cảnh sát giao thông gọi điện yêu cầu nộp phạt nguội là thật hay giả. Thời gian qua, một số người nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, xưng là cảnh sát giao thông, sau đó yêu cầu nộp phạt nguội vi phạm giao thông. Thậm chí, họ còn thúc giục phải nộp nhanh không sẽ hết hạn. Vậy, lực lượng cảnh sát giao thông có bao giờ làm như vậy hay không? Đại úy Nguyễn Đăng biểu đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, trả lời. Khi bạn điều khiển phương tiện lưu thông trên đường, hệ thống camera giám sát tự động sẽ ghi lại hình ảnh nếu xe của bạn vi phạm giao thông theo đó cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ tiến hành trích xuất camera báo cáo lãnh đạo đơn vị ra thông báo vi phạm gửi về địa chỉ chủ phương tiện đứng trên giấy đăng ký xe yêu cầu lên công an quận huyện hoặc trung tâm chỉ huy giám sát camera để giải quyết vi phạm thông thường giấy thông báo vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông gửi cho chủ phương tiện có tên đứng trong giấy đăng ký xe bằng hình thức thư bảo đảm sau 15 ngày, cảnh sát giao thông gửi thông báo vi phạm về nơi cư trú, nếu chủ phương tiện không đến giải quyết, cảnh sát giao thông đăng thông tin vi phạm lên trang thông tin của cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an. Sau thời gian đăng lên trang thông tin của cục cảnh sát giao thông mà chủ phương tiện cũng như lái xe không đến giải quyết, cơ quan công an sẽ tiến hành lập danh sách vi phạm chuyển sang cục đăng kiểm Việt Nam. Khi đó, nếu chủ xe đưa xe đi đăng kiểm sẽ bị từ chối đăng kiểm do chưa chấp hành việc xử phạt vi phạm trước đó vì vậy tất cả các trường hợp số điện thoại gọi đến cho chủ phương tiện lái xe xưng danh cảnh sát giao thông yêu cầu nộp phạt nguội qua tài khoản đều giả mạo để xem chi tiết về tin này mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này